Chào mừng quý chị và bạn đến với channel của xe hơi. Thì trước mặt em đây là chiếc Hyundai Accent phiên bản All New 2024. Chiếc xe ra mắt thời điểm cuối tháng 5 đầu tháng 6 năm 2024. Thì trong video này thì em sẽ cập nhật chính sách giá trả góp của Accent. Giá này thì em lưu ý với anh chị là giá thấp nhất để anh chị có thể lăn bánh một chiếc xe Accent khi mà anh chị mua trả góp tại các thị trường tỉnh như là Bắc Ninh, Bắc Giang, với tỷ lệ vay tối đa là 80% giá trị xe. Thời gian vay tối đa có thể lên đến 8 năm và lãi suất thì hiện tại nó sẽ có mấy cái gói lãi suất. Em ví dụ cho anh chị có những gói cố định 3 năm bây giờ thì nó rơi vào khoảng 7,6% cố định trong vòng 3 năm. Sau đó lãi suất thả nổi nó sẽ rơi vào khoảng 10% một năm. Accent thì nó có 4 phiên bản số sàn và 3 phiên bản số tự động. Thì em lại nói lại về vấn đề về giá thì lần lượt hiện tại phiên bản số sàn bên em bán là 430 triệu. Phiên bản số tự động bản thường là 480 triệu và phiên bản số tự động bản đặc biệt là 520 triệu. Phiên bản cao cấp thì là 560 triệu. Với cái giá lăn bánh trả góp thì với phiên bản số sàn thì anh chị chỉ cần là 120 triệu thôi. Đó, chỉ cần 120 triệu thôi là có thể lăn bánh trả góp được chiếc xe này rồi. Đó, đối với phiên bản số tự động bản thường thì là 133 triệu. Đó, 133 triệu thì cái giá trả góp này thì em lưu ý với anh chị là đã bao gồm là bảo hiểm thân vỏ rồi, quà tặng của hãng như là phim cách nhiệt, trải sàn da, bọc vô lăng và có bảo hiểm thân vỏ và dân sự. Đó. Cái phiên bản đặc biệt nữa thì với cái giá trả góp là 144 triệu là anh chị cũng có thể lăn bánh được chiếc xe này rồi. Còn phiên bản cao cấp là phiên bản trước mặt anh chị đây, đầy đủ những công nghệ của chiếc xe, phân khúc C, thậm chí là phân khúc D. Đó, công nghệ hệ thống đèn full LED này, rồi hệ thống Hyundai Smart Sense là hệ thống hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo lệch làn, phòng tránh va chạm phía trước, phía sau này. Đèn pha tự động thích ứng này, hỗ trợ duy trì làn đường, hỗ trợ cảnh báo phương tiện cắt ngang vào phía trước khi di chuyển. Đó. Cảm biến áp suất lốp thì cũng được trang bị cho phiên bản đặc biệt và phiên bản cao cấp đấy ạ. Anh chị có thể thấy là phiên bản cao cấp này thì nó sẽ có những cái điểm ưu việt. Giá lăn bánh thì của phiên bản cao cấp này thì em nói lại là giá nó rơi vào khoảng là 594 triệu. 594 triệu là một cái giá cũng không quá cao so với xe phân khúc B. Nó ngang với cả City, nhưng đổi lại thì Accent phiên bản này thì sẽ có nâng cấp hơn so với City. Ví dụ như công nghệ đèn nổ từ xa này, rồi hệ thống thông gió, và làm mát, thông gió làm mát ghế cho hàng ghế phía trước này, rồi hệ thống sạc không dây, đó, bản đồ định vị dẫn đường. Đó, hệ thống cảnh báo đèn mù trên gương, rồi hệ thống đây, đặc biệt là hệ thống đèn pha tự động thích ứng đó. Và thiết kế của Accent thì nó sẽ trẻ trung và mạnh mẽ. Động cơ 1.5 được lắp trên các đàn anh như là Creta và Stargazer. Cũng thực ra nó là không phải đàn anh mà là xe gầm cao hơn. Thì động cơ 1.5 cho một chiếc xe phân khúc B thì nó hoàn toàn khỏe khoắn rồi. Và cái hộp số của Accent thì cũng được thay đổi. Accent thì thay đổi về hộp số CVT, thưa quý anh chị. Hộp số của Hyundai em thì nó dẫn động bằng hệ thống dây là dây xích, chứ không phải dây đai. Dây xích thì nó sẽ có ưu điểm là chống trượt như dây đai và cái độ bền của dây xích nó sẽ tốt hơn dây đai, thưa quý chị. Tổng quan của Accent. Về màu xe thì bọn em sẵn những màu như là màu trắng, màu đen và màu đỏ. Mỗi màu bọn em sẵn 1-2 xe giao ngay cho các phiên bản. Anh chị quan tâm Accent hoàn toàn mới này thì thời điểm này là thời điểm chuẩn bị giảm thuế trước bạ, thì anh chị có thể cân đối là xuống tiền đặt cọc để nhận được ưu đãi kép từ phía đại lý giảm giá và phía nhà nước được giảm thuế trước bạ 50% cho quý chị. Thì quý chị quan tâm đến Hyundai Accent thì xin lòng liên hệ số điện thoại em để trên màn hình. Em xin chào, cảm ơn quý chị đã theo dõi và xin chào lại quý chị trong những video tiếp theo ạ.